Một thiếu niên 15 tuổi ở Alaska đã bắn chết anh, hoặc chị và hai đứa em của mình rồi tự sát. Một cặp vợ chồng ở Mỹ đã bị bắt vì ăn cắp danh tính trẻ em đã chết ở Texas và họ sống hàng chục năm ở Hawaii dưới tên trẻ em đã chết này. Mỹ đề nghị trao đổi tù nhân Nga, một kẻ buôn bán vũ khí để đổi lấy hai người Mỹ bị Nga giam giữ, là ngôi sao bóng rổ Kreiner và Wehlen, một cựu quân nhân thủy quân lục chiến để đưa họ về nước. Đốt lầm nhà trong cơn ghen, một ba ở North Carolina đã bị bắt. Lần đầu tiên trong lịch sử gần đây của Ngân hàng Trung ương Mỹ Fed, nâng lãi suất thêm 0.75 điểm trong hai lần liên tiếp, nhằm cố gắng kiềm chế làm phát mà không gây suy thoái đó là những thông tin mà mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay, thứ năm ngày 28 tháng 7 năm 2022. Bốn đứa trẻ ở Alaska thiệt mạng sau khi một thiếu niên 15 tuổi đã bắn chết một người anh hoặc chị và hai đứa em rồi tự sát. Theo cảnh sát tiểu bang này cho biết vào hôm thứ tư ngày 27 tháng 7 năm 2022 Cảnh sát tiểu bang Alaska nhận được tin báo nổ súng xảy ra tại căn nhà trong khu Sky Ridge Subdivision ở Fairbanks ngay trước 4 giờ 20 phút chiều thứ ba, ngày 26 tháng 7 năm 2022 theo AST cho biết. Khi đến căn nhà đó, cảnh sát tìm thấy bốn đứa trẻ đã thiệt mạng, có lẽ do trúng đạn. Cảnh sát tin rằng thiếu niên 15 tuổi đã bắn một người anh hoặc chị 17 tuổi và hai đứa em 5 và 8 tuổi, rồi tự bắn chính mình. Ba đứa em khác của thiếu niên này, cả ba đều dưới 7 tuổi, không bị thương. Lúc vụ nổ súng xảy ra, cha mẹ bảy đứa trẻ này không có mặt ở nhà. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng này, theo ông Tim DeSpan, phát ngôn viên AST cho biết. Khẩu súng dùng trong vụ này là súng gia đình, nhưng ngoài chi tiết đó ra, mọi chuyện vẫn đang được điều tra, ông DeSpan cho biết. Fairbanks nằm ở miền trung Alaska, cách thủ phủ Anchorage khoảng 360 dặm về hướng Bắc. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Các nhà điều tra liên bang đang yêu cầu tòa giam giữ hai người đang sinh sống hàng chục năm ở Hawaii dưới danh tánh hai trẻ em đã qua đời ở Texas mà không được bảo lãnh tại ngoại. Ông Walter Glen Primrose, một nhân viên quốc phòng làm việc theo hợp đồng, và người vợ là bà Windolay Morrison, đều khoảng 60 tuổi, vừa bị bắt giữ tại đảo Oahu vào hôm thứ Sáu, ngày 22 tháng 7 năm 2022, với tội danh đánh cắp danh tính và âm mưu chống lại chính phủ. Sau nhiều năm sống dưới danh tính của hai đứa trẻ đã chết ở Texas, theo AP trích dẫn hồ sơ tòa án liên bang ở Honolulu cho biết vợ chồng này sử dụng danh tính của bobby edward ford và julie lynn montague công tố viên đang tìm cách giam giữ họ mà không cho đóng tiền thế chân để được tại ngoại hầu trà điều này cho thấy vụ án này có thể có tính cách tình báo gián điệp không chỉ đơn thuần liên quan đến việc gian dối khi lấy bằng lái xe sổ thông hành hay hoặc có các chứng nhận từ bộ quốc phòng những giấy tờ này giúp ông primros thông qua các cuộc điều tra lý lịch với tuần duyên mỹ Giới hữu trách cũng tìm thấy hình hai vợ chồng trong đồng phục cơ quan tình báo KGB của Liên Xô trước đây. Phụ tá biện lý Thomas Mulek cho biết, một nguồn tin thân cận với bà Morrison nói rằng bà này từng sống ở Romania trước khi nước này còn trong quỹ đạo của Liên Xô. Trong khi đó, luật sư Megan Cole của bà nói rằng bà chưa bao giờ sống ở Romania. Những bức hình đồng phục KGB chỉ là trò đùa của hai vợ chồng. Theo bà Khao, dù sống dưới danh tính người khác, thế nhưng họ vẫn tuân thủ pháp luật trong ba thập niên qua. Công tố viên cho rằng nếu được trả tự do, hai nghi can có nhiều nguy cơ sẽ bỏ trốn. Họ nói rằng ông Primrose, một kỹ thuật viên điện tử hàng không của Tùng duyên Mỹ, có kỹ năng liên lạc bí mật cao nếu được thả. Phiên điều trần tại ngoại được ấn định vào ngày thứ Năm ngày 28 tháng 7 năm 2022 tại Tòa án Liên bang Địa hạt Mỹ. Ông Kevin O'Grady, một công tố viên ở Honolulu, không liên quan đến sự việc nói rằng sự kiện ông Primrose vượt qua đợt điều tra lý lịch của tuần duyên Mỹ đã khiến kẻ thù của Mỹ có thể tiếp cận được tin tức vô cùng giá trị. Hơn thế nữa, Hawaii là một trung tâm quân sự lớn, là mục tiêu hàng đầu của nhiều hoạt động gián điệp tương tự. Đối với gia đình có những đứa bé bị đánh cắp danh tính, tin tức này là một cú sốc lớn ông John Montague, 91 tuổi, người mất con gái là bé Julie vào năm 1968, khi mới 3 tuần tuổi, vô cùng sửng sốt khi biết có ai đó sống dưới tên con gái của mình trong một thời gian dài. Ông Primrose và bà Morrison sinh năm 1955, cùng học trung học tại Port Lavaca, Texas, sau đó vào Đại học Stephen F. Austin University, theo hồ sơ tòa án cho biết. Họ kết hôn vào năm 1980. Hiện chưa rõ lý do vì sao hai người lại đánh cắp danh tính của hai đứa trẻ vào năm 1987. Tuy nhiên, thông tin từ đặc vụ Dennis Thomas của Bộ Ngoại giao cho biết, hai vợ chồng bị tịch thu nhà ở Nacogdoches, Texas, hai người này tái hôn dưới tên giả vào năm 1988. Hồ sơ tòa án không cung cấp bất cứ thông tin nào về những gì xảy ra khi hai vợ chồng dùng danh tính giả của mình cho đến năm 1994. Khi đó, ông Primrose, tuổi thật 39 tuổi, gia nhập tuần duyên Mỹ với tên giả Ford 27 tuổi. Hai nghi can từng ghi danh và nhận sổ thông hành nhiều lần dưới tên giả. Nhưng năm 1999, ông Primrose ghi danh và được cấp sổ thông hành với tên thật, trong khi cũng sở hữu một sổ thông hành khác dưới tên Ford. Ông Primrose làm việc cho tuần duyên Mỹ đến năm 2016 sau đó chuyển sang làm cho một nhà thầu quốc phòng tại trạm không quân Tuần Duyên Mỹ ở Barber's Point. Các công tố viên cho biết, khi báo cáo thông tin với Tuần Duyên Mỹ, ông Primrose được yêu cầu phải báo cáo tất cả chuyến đi ra ngoại quốc. Nhưng thông tin cho thấy ông không khai báo các chuyến đi đến Canada, dù vẫn khai báo những chuyến đi đến các nước khác. Cặp vợ chồng này sống chung ở vùng ngoại ô Honolulu trong một ngôi nhà gỗ hai phòng ngủ. Họ cũng sở hữu một ngôi nhà gần đó và cho quân nhân thuê. Bà Miley Scarra, một người hàng xóm của cặp vợ chồng này nói rằng bà không chắc ông Primrose làm gì để kiếm sống, nhưng có thể là liên quan đến quân sự. Còn bà Morrison từng làm nhân viên bãi đầu xe ở khách sạn Waikiki, nhưng sau đó chuyển sang dạy trẻ em trong khu vực. Bộ Ngoại giao từ chối đưa ra bình luận với cơ quan truyền thông về vụ bắt giữ này cặp vợ chồng bị buộc tội âm mưu phạm tội chống lại Mỹ, khai mang trong đơn xin làm hộ chiếu và đánh cắp danh tính. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Sau hàng tháng trời tranh luận nội bộ, chính phủ Tổng thống Joe Biden đề nghị trao đổi tù nhân Nga Victor Bao, kẻ bị kết án buôn bán vũ khí hiện đang thù bản án 25 năm tù ở Mỹ, để đổi lấy sự tự do của hai người Mỹ để đưa họ về nước hiện đang bị Nga giam giữ là ngôi sao bóng rổ Britney Greiner và ông Paul Whelan, một cựu quân nhân thủy quân lục chiến Mỹ. Theo các nguồn tin chia sẻ, kế hoạch trao đổi tù nhân Nga Victor Bao để đổi lấy hai người Mỹ là Greiner và Whelan nhận được hậu thuẫn từ Tổng thống Joe Biden sau khi được đưa ra bàn bạc từ đầu năm nay. Sự ủng hộ của Tổng thống Biden gạt sang một bên sự phản đối của Bộ Tư pháp, cơ quan thông thường chống lại việc trao đổi tù nhân. Chúng tôi thông báo đề nghị quan trọng mà chúng tôi tin có thể thành công dựa vào hồ sơ trao đổi với Nga, một viên chức cao cấp trong chính phủ cho CNN biết vào hôm thứ tư. Chúng tôi trao đổi vấn đề này cách đây vài tuần vào tháng 6. Tuy nhiên, viên chức này từ chối cho biết cụ thể đề nghị quan trọng là gì. Họ bảo tòa án Nga sẽ hồi đáp việc này, nhưng đồng thời không khiến chúng tôi bị động vì chúng tôi tiếp tục trao đổi về đề nghị này ở những cấp rất cao. Ngoại trưởng anthony Blinken vào hôm thứ Tư ngày 27 tháng 7 năm 2022 đã thông báo rằng Hoa Kỳ cách đây một vài tuần đã trình bày cho Moscow một đề nghị quan trọng cho Weyland và Greiner, những người bị bắt giữ sai trái. Lãnh đạo ngoại giao cho biết ông dự tính sẽ bàn vấn đề này trong một cuộc điện đàm với đồng nhiệm Sergei Lavrov trong tuần này. Victor Bao, 55 tuổi, là một cựu sĩ quan quân đội Soviet, người phát lên giàu có bằng việc buôn bán vũ khí súng đạn trên toàn cầu. Trước khi ông ta bị bắt trong một chiến dịch gian bẫy, giới chức Nga gây sức ép trường hợp của Viktor Bao trong nhiều năm, và trong những tuần gần đây, các cơ quan truyền thông Nga gắn trực tiếp trường hợp của ông ta với cô Greiner, một ngôi sao bóng rổ của Mỹ. Nga đã bắt giữ ngôi sao bóng rổ Mỹ 31 tuổi này từ giữa tháng 2 tại phi trường sau khi phát giác ra tinh dầu cần sa trong hành lý của cô Griner. Cô Griner vào đầu tháng 7 đã nhận tội nhưng nhấn mạnh không cố tình mang cần sa vào Nga. Ngôi sao bóng rổ vào hôm thứ tư ra khai trước tòa xét xử những cáo buộc ma túy. Nếu bị kết tội tất cả các tội danh, cô Griner có thể đối mặt với bản án lên đến 10 năm tù phiên tòa xử này phải kết thúc trước khi thỏa thuận trao đổi tù nhân hoàn tất, theo các viên chức Mỹ đã thông thạo thủ tục tư pháp Nga cho biết. Whelan, 52 tuổi, là cựu quân nhân thủy quân lục chiến Mỹ và là giám đốc một công ty an ninh. Ông bị bắt giữ tại một khách sạn ở Moscow và bị cáo buộc tội gián điệp. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ liệt cả hai trường hợp của Whelan và Greiner vào những vụ bị bắt giữ sai trái và chuyển hồ sơ sang cho văn phòng đàm phán con tin. Trong thời gian bàn luận nội bộ giữa các cơ quan trong nước, Bộ Tư pháp phản đối việc trao đổi tên Victor Bao. Tuy nhiên, các viên chức Bộ Tư pháp cuối cùng chấp nhận phương án trao đổi tù nhân Nga, nhận được sự ủng hộ từ các viên chức hàng đầu của Bộ Ngoại giao và Tòa Bạch Ốc, kể cả Tổng thống Joe Biden. Chính phủ Hoa Kỳ từ lâu phản đối việc trao đổi tù nhân. Trước những lo ngại chúng chỉ khích lệ các quốc gia giam giữ người Mỹ sử dụng mặc cả cho lợi ích của họ, giới ủng hộ đặt nghi vấn những lo ngại này và cho rằng điều quan trọng hơn là công dân của mình có thể trở về nước. Ý tưởng trao đổi tù nhân nhận được động lực mới trong các viên chức chính phủ Tổng thống Biden vào đầu năm nay, sau khi đưa được Trevor Reed về nước thành công. Cựu quân nhân thủy quân lục chiến bị Nga giam cầm hơn 2 năm được trao đổi với Konstantin Yeroshenko, phi công người Nga đang thụ án 20 năm tù liên bang, sau khi bị kết tội âm mưu buôn lậu thuốc phiện. Chính phủ Tổng thống Biden lo ngại, quyết định trao đổi Trevor Reed với Yerushchenko bị Cộng hòa chỉ trích. Nhưng trái lại, việc này nhận được tán dương từ lưỡng đảng, kể cả từ một nhà lập pháp Cộng hòa, vốn vẫn thường chỉ trích gây gắt chính phủ. Sự tiếp nhận đó đã dẫn đến việc chính phủ tái xem xét tất cả các phương án, kể cả trao đổi tù nhân, để có thể đưa Greiner và Whelan ra khỏi Nga và về nước. Việc đưa họ về nước thành công cũng sẽ cho Tòa Bạch Ốc một cú hích chính trị trước bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Bên cạnh đó, cũng có sự khẩn cấp trong việc đưa Greiner và Whelan về nhà trước bối cảnh Tòa Bạch Ốc đối mặt với xăm sòi công khai ngày càng lớn từ các gia đình Mỹ có thân nhân bị giam giữ ở nước ngoài. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Một phụ nữ ở North Carolina vào hôm thứ Sáu ngày 22 tháng 7 năm 2022 đã tìm cách phóng hỏa nhà bạn trai cũ để trả thù, nhưng lại đốt lầm nhà của người khác. Theo bản tin của hãng tin AP cho biết, Sở Cảnh sát quận Rowan cho biết, người hàng xóm của nạn nhân ở Gold Hill đã phát hiện nghi can Christy Louis Jones, 49 tuổi, tìm cách nổi lửa đốt ngôi nhà và đánh thức nạn nhân. Ở trước hiên nhà, họ nhìn thấy nhiều bó củi và một đám lửa đang bùng lên. Cảnh sát cũng tìm thấy một bình dầu được cho là của nghi can. Khi chủ nhà đi lấy vòi nước tưới cây trong vườn, ông phát giác những mảnh gỗ cháy xung quanh một bình chứa khí đốt. Vòi tưới vườn cũng không hoạt động vì người phụ nữ đã sử dụng chất keo bịt kín đã chặn dòng nước. Biên bản cảnh sát nói rằng người chủ nhà đã thấy nghi can đứng gần đó nên chạy vào trong lấy khẩu súng trường ra đối đầu với người phụ nữ kia nghi can lúc bấy giờ đang cầm dây xích dắt một trong những con chó của ông này khi thấy nhân viên công lực và nhân viên cấp cứu đang trên đường tới nơi người phụ nữ đã lái xe bỏ đi tuy nhiên chủ nhà đã ghi được số xe theo sở cảnh sát cho biết sau đó cảnh sát tìm tới nhà bắt giữ nghi can một nhân chứng nói với đài truyền hình địa phương wb tv rằng người bạn trai cũ của nghi can có làm chủ căn nhà trong khu vực nhưng không phải là căn nhà bị đốt chủ căn nhà và bạn trai của nghi can cũng không hề quen biết nhau, theo bản tin WBTV cho biết. Nghi can bị buộc tội phóng hỏa cấp độ 1, tấn công bằng vũ khí chết người và hành hung động vật. Tòa ấn định tiền thế chân để được tài ngoại hậu trà là 101.500 đô la. Các nhà điều tra ước tính ngôi nhà bị thiệt hại khoảng 20.000 đô la. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Ngân hàng Trung ương Mỹ phép vào hôm thứ Tư ngày 27 tháng 7 năm 2022 tăng lãi suất căn bản thêm 0.75 điểm nhằm cố gắng kiềm chế lạm phát mà không gây suy thoái, theo CNBC cho biết. Đây là lần thứ nhì liên tiếp chỉ trong hai tháng phép tăng lãi suất căn bản với mức cao kỷ lục kể từ đầu những năm 1990 đến nay. Lãi suất căn bản hiện tại là 2.25% đến 2.5%, cao nhất kể từ tháng 12 năm 2018 đến nay. Mặc dù mức lãi suất này ảnh hưởng trực tiếp nhiều nhất mức lãi suất mà ngân hàng tính với nhau cho khoản vay ngắn hạn, nhưng nó cũng ảnh hưởng sản phẩm tiêu dùng như lãi suất vay mua nhà, vay mua xe hơi và thẻ tín dụng. Thị trường hầu như đoán được trước quyết định này của Fed, sau khi giới chức Fed tỏ dấu hiệu sẽ tăng lãi suất qua hàng loạt thông báo kể từ cuộc họp vào hồi tháng 6. Thời gian qua, thành viên Fed đều nhấn mạnh phải giảm lạm phát, cho dù sẽ làm kinh tế tăng trưởng chậm. Trong thông báo sau cuộc họp vào hôm thứ Tư, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang FOMC, nơi quyết định chính sách của Fed cảnh báo rằng dấu hiệu mới đây cho thấy chi tiêu và sản xuất yếu đi. Tuy nhiên, việc làm tăng trưởng mạnh mấy tháng gần đây và tỷ lệ thất nghiệp vẫn thấp, FOMC cho biết thêm, dùng đúng câu họ nói trong thông báo tăng lãi suất vào hồi tháng 6. Làm phát vẫn cao, FOMC cho biết, phản ánh cung cầu không cân bằng do đại dịch Covid-19, giá năng lượng và thực phẩm tăng và áp lực tăng giá khác. Lần tăng lãi suất này được tất cả thành viên Fed tán thành, vào hồi tháng 6 ông Esther George, chủ tịch Fed ở thành phố Kansas đã bỏ phiếu chống, chỉ ủng hộ tăng lãi suất thêm 0.5 điểm. Trong 30 năm qua, Fed chỉ tăng hoặc hạ lãi suất 0.25 điểm nhằm leo lái nền kinh tế từ từ nhưng làm phát tăng vọt khiến Fed tăng lãi suất thêm 0.75 điểm vào hồi tháng 6, lần đầu tiên kể từ năm 1994 đến nay. Vào hôm thứ Tư là lần đầu tiên trong lịch sử gần đây của Fed mà cơ quan này tăng lãi suất thêm 0.75 điểm, hai lần liên tiếp. Và quý vị ơi, video của mình đến đây là cũng sẽ phải kết thúc nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi hết cái video của mình và xin mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và một ngày mới tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video kỳ tới.